Vâng, khi mà các địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự tàn phá khủng khiếp của cơn lũ vừa đi qua thì cơn bão số 11, một cơn bão có cường độ mạnh và diễn biến khó lường đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta. Thưa quý vị, vào hồi 16 giờ chiều nay thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc, 117,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong vòng 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và còn tiếp tục mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 113,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật tới cấp 15. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão này thì ngay trong chiều hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn và chỉ đạo công tác ứng phó. Thưa ông, thì trong đợt mưa lũ vừa qua thì hàng chục thủy điện đã đồng loạt để xả lũ. Thủy điện Hòa Bình đã phải mở đến 8 cửa xả đáy và điều này thì chưa từng xảy ra trong vòng 10 năm qua. Vậy thì việc xả lũ này đã khiến vùng hạ du đã bị ngập lụt rất nghiêm trọng. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về nguy cơ của việc xả lũ khi mà cơn bão số 11 sắp sửa đổ bộ vào nước ta? Vâng, trong cái trường hợp cho đến thời điểm này thì chúng ta thấy là cái cơn bão đang được theo dõi rất sát sao và chặt chẽ. Và có một cái yếu tố tương đối thuận lợi, tức là không khí lạnh nó sẽ xuống sớm, tức là khoảng đêm ngày mai thì không khí lạnh nó đã tràn về, nên là một cái đới không khí khô, nên là trong trường hợp mà cơn bão đi vào đảo Hải Nam sau đó lại cong xuống phía các tỉnh Bắc Trung Bộ thì các cái tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là các cái nơi mà đã chịu ảnh hưởng, thì đợt này nó sẽ mưa ở cái mức là mưa vừa và một số nơi có mưa to thôi, chứ không có cái mưa khủng khiếp như đợt vừa rồi. Và chúng ta cũng hy vọng là với cái không khí lạnh khô như thế này thì cái điều kiện thời tiết từ nay đến lúc mà mưa nó vẫn còn có thể tốt cho cái việc khắc phục cái hậu quả. Thế nhưng thưa ông, hiện nay thì có rất nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ vẫn còn đang ngập trong biển nước. Vậy thì theo ông, các địa phương này sẽ phải đặc biệt lưu ý điều gì khi mà cơn bão số 11 dự báo là sẽ nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực này? Vâng, chúng tôi đều nói nhấn mạnh là mùa mưa năm nay được làm coi là một mùa mưa rất lớn. Và các tỉnh Bắc Trung Bộ thì hiện nay mới đang là cái giai đoạn cao điểm của mùa mưa, và mùa mưa vẫn còn tiếp diễn. Khi mà cơn bão này vào thì mưa nó sẽ còn, và đặc biệt nữa thì cái mưa thì nó có đang có cái tính chất là lan ra phía Nam, tức là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể nó sẽ giảm đi, nhưng mà Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì càng ngày nó càng mưa lớn hơn nữa trong cái cơn bão, hoặc là có thể là áp thấp nhiệt đới nếu mà may mà nó vào mà nó suy yếu đi. Nên là chúng ta cũng không phải là đáng lo ngại lắm về cái cơn này. Vâng, xin được cảm ơn những phần chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.